Nhiều hợp tác xã ở thành phố Cần Thơ đã tiếp cận chuyển đổi theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường. Liên minh hợp tác xã thành phố Cần Thơ đã ký hợp tác với công ty Mobifone, hỗ trợ cho các hợp tác xã mua sử dụng chữ ký số và hóa đơn điện tử với giá ưu đãi. Hiện nay, hầu hết các hợp tác xã đang hoạt động đều sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử, khai báo thuế qua mạng chân đúng quy định. Có trên 120 lượt hợp tác xã được kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn giao dịch điện tử, nhóm kết nối tiêu thụ của Sở Công Thương, website của Liên minh Hợp tác xã thành phố.